Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ 27, dừng ô thấm thoát, phút lặng đài tây, gương nguyện lấp ló đã treo bông thỏ. Đoạn Võ Long Sơ và Thu Hà đương ngồi trước qua viên đàm đạo, bỗng thấy một tên ngự lâm quân ngoài cửa vội vã bước vô, cúi đầu chào Long Sơ và nói: "Bẩm đô quý, có thánh chỉ dạy đòi về việc binh tình khẩn cấp." Long Sơ nghe nói liền bước lại tiếp lấy thánh chỉ đọc coi, thì thấy nói như vậy: "Nay Nhân Thanh triều ỷ thế, nước mạnh binh nhiều, muốn xâm phạt lấn lướt nước ta, vì vậy nên trẫm phải ngự giá thân chinh, quyết đánh cùng quân Tào một trận. Trước là bảo tồn giang sang của tổ quốc, sau là cho quân Mãn Châu biết ta là nước có ái quốc tinh thần, chẳng phải một dân tộc chịu đè ép dưới cường quyền, để cho chúng nó bột ràng hà khắc như mấy đời trước. Dễ truyền cho Đông Sơ đô quý lập tức đến tỉnh Tây Sơn, đặng quán xuất các đạo Võ Lâm quân và theo trẫm mà lãnh chức ngữ tiền hổ giá." Đông Sơ đọc rồi thì nét mặt có sắc buồn vào, đứng ngó Thu Hà một cách sững sờ và nói: "Ai Khanh ơi, cũng tưởng hai ta đã hết cơn ly biệt, đến lúc trùng phùng, đặng cùng nhau vui cuộc lương duyên, cho toại chí lúc bình sanh sở nguyện, chẳng dè cái thời điên dẫn đảo nó cứ theo đuổi buộc ràng. Hờn thay cuộc thê đa đoan khiên cho gặp buổi nước nhà hữu sự. Vì vậy nên triều đình hạ chỉ, đòi tôi ra hộ gia thanh hoàng, làm cho đôi ta phải rẽ phủng lìa loan, thì biết chừng nào mới đặng dày vui dai ngấu." Thu Hà nghe nói thì động lòng ly biệt, càng thêm xót giả ân tình, rồi nghĩ cho nhà nước đang gặp buổi hoạn nạn trưng chiên thì gượng gạo lấy lời hơn thua mà tỏ bài khuyên nhủ, rồi nói: "Lan quân ơi, hai ta vẫn đương lúc tình nồng nghĩa mặn, mà thình lình khiến cho én lạc nhãn xa, thì dẫu ai gan sắt dạ đồng gặp lúc này cũng phải đau lòng đứt ruột. Nhưng mà tôi khuyên mình phải lấy chữ ân làm trước, rồi sau sẽ nói đến chuyện tình. Ân là ân quốc gia thủy thổ, tình là tình thân ái vợ chồng. Nay nước nhà đương gặp lúc hữu sự phân dân, và mấy vạn đồng bào ta đương đấu cật đấu lưng trong cõi chiến trường, mà song pha giữa chốn lằn tên mũi đạn. Vậy thì Lan quân là một đấng nam nhi phận sự, lại thọ ơn tước lộc triều đình, thế phải ra mà đỡ giặc Ngưng Thành, lấy một gan đỡ mà bồi đắp cho quê hương trong cơn nước lửa, đặng gọi rằng đền đáp cái ơn ngọn rau tất đất của Việt Nam cho tròn chút nghĩa vụ của quốc gia thần tử. Tôi cũng ngày đêm khấn vái mà cầu chúc Lan quân đặng bình an vô vạn trong chốn mũi đạn lằn tên, ngõ mau mau mà trở bước khải hoàng, chừng ấy đôi ta sẽ hiệp mặt phòng loan và vui tình nếm gối thì cũng chẳng muộn." Đồng Sơ nghe rồi dây lại ôm Thu Hà, hai mặt nhìn nhau cách thương yêu quyến luyến và nói: "Ai Khanh ơi, phận tôi đã đành ra chốn dòng binh mặt trận, thì chi nài cơn lướt đạn song tên, thương là thương cho Ai Khanh một mình hiu quạnh nơi chốn phòng loan, cực lòng nỗi ngày trong đêm đợi. Vậy đêm nay là đêm tôi còn ngồi một bên Ai Khanh mà tay ấp má kề dông tình câu chuyện, song ngày mai là ngày đôi ta sẽ chia cái gánh chung tình này ra làm hai, nữa thì tôi ôm ấp đem theo, nữa thì Ai Khanh giữ gìn mà cất lại." Nói rồi kẻ vì ơn ly sầu biệt hận, nghĩ mà rủ khéo gan xào, người thì bận nỗi duyên nở tóc tơ, ngồi mà sững sờ bất tỉnh. Kế một luồng gió hiu hiu thổi tới, làm cho cả hai đều mê mệt tâm thần. Bỗng thấy một người y giáp rõ ràng, kim bào ngọc đái, đi với hai tên bộ hạ ngoài cửa bước vô. Đông Sơ lật đật chạy ra, thấy thiệt cha mình là quận công Võ Tánh, liền mừng và hỏi: "Thưa cha, bấy lâu cha đã âm dương phân cách, sau nay thình lình mà phụ tử đặng trùng phùng, vậy xin cha có điều chi dạy bảo khuyên răn thì nói cho con biết, đặng con dâng lời nghiêm quân." Quận công Võ Tánh nói: "Bấy lâu cha đã theo miệng dân hạt mà thông dông nơi cỏ thọ thanh nhàn, nay thấy nước nhà gặp lúc lửa giặc đao binh, nên cha phải về đây đặng tỏ cùng con ít lời dạy bảo. Con ơi, con phải biết con là phận đứng làm trai trong hoàng võ, thì phải hết lòng ái quốc ưu quân, lấy gan đỡm mà trao dồi cái gương trung liệt của nhà ta cho chói sáng, đặng treo ra giữa cõi Việt Nam mà tỏ cái nghĩa vụ của một đấng nam nhi chí khí. Con ơi, con hãy noi theo dấu cha mà tận trung báo quốc cho rõ tâm nhiệt thành, chẳng nên ràng buộc theo đám nhi nữ thường tình,
mà làm cho tiêu ma cái chi khí của con nhà trung thần hiếu tử. Con phải lấy gian sang quê vực mà gánh vác ở đầu vai, phải lấy một phẩm giá nhân tài mà đúc rèn lòng thiết thạch, chẳng nên lui một bước giữa chốn kịch liệt chiến trường mà làm nhục cái danh của con nhà anh hùng hào kiệt. Chốn chiến trường ấy là một chỗ danh dự rất vinh hiển mà các đấng anh hùng thịt tuy nát, xương tuy tan, nhưng mà cái danh giá thơm tho hãy còn sống ngàn năm trong võ trụ. Vậy cha khuyên con một lời chốt này là con phải lấy một lưỡi gươm trung nghĩa mà chống cự với quân Tàu, và nhiễu một giọt máu anh hùng mà rửa hờn cho tổ quốc. Nói rồi quay quả ra đi, Đông Sơ lật đật chạy theo, dép chân té xuống. Giật mình tỉnh lại thì là một giấc chiêm bao. Ngó lại thì thấy Thu Hà còn ngồi một bên, bèn đem sự chiêm bao thuật lại cho Thu Hà nghe. Đó rồi hai người bỉnh rỉnh cùng nhau một hồi. Kế nghe canh gà dục sáng và trống đã điểm năm, dường như tiếng gà nó hòa với tiếng trống canh, đặng mà thôi thúc hai đàn từ biệt. Đông Sơ bèn kêu Triệu Giống và nói: "Lai gặp lúc binh đao tranh chiến, hoàng thượng người đang trọng dụng nhân tài, vậy Triệu Quý Hữu hãy theo tôi và giúp đỡ nước nhà, đặng lập chút công danh với thế, chẳng nên để cho mai một cái danh giá anh hùng mà lối phận nam nhi trên đường nghĩa vụ." Triệu Giống nói: "Nếu ân huynh có lòng dìu dắt thì em cũng đành theo mà giúp đỡ tay chân. Vậy thì mau mau sắm sửa hành trang, đặng hai ta lên đường cho sớm." Nói rồi hai người liền bước vô Từ Giả Thu Hà và Triệu Nương, rồi lên ngựa ra đi. Còn Thu Hà với Triệu Nương cũng vội vã đưa theo một đội xa xa mới hoài chân trở lại. Thì Võ Đông Sơ ra tới Lạng Sơn vào bái yết hoàng thượng, rồi tiến cử Triệu Giống làm chức thiếu quý. Kế đó hoàng thượng hạ lệnh truyền cho các đạo binh đều kéo tới Nam Quan và giáp chiến với quân Tào một trận rất quanh quanh liệt liệt. Còn hoàng thượng và có Võ Bá Văn Bang đều lên trên một tòa núi cao đặng đồn binh và kháng trận. Trong khi hai bên giáp chiến đánh nhau từ sớm mai đến trưa, súng nổ vang rền, tơi bay mưa bắt, thay nằm nhảy đất, máu chảy đỏ sông. Bỗng thấy đạo binh của ta lần lần yếu thế, còn đạo binh của Mãn Châu thì áp tới càng ngày càng xa số hằng hà, tựa như kiến cỏ. Hoàng thượng đứng trên núi thấy đạo binh ta ít thế, chịu không nổi với binh Mãn Châu, và lại bị binh nó lần lần bọc quanh rồi phủ dây ba mặt, thì nhíu mày rồi ngó rảo các hàng võ tướng đương đứng xung quanh và hỏi rằng: "Ai dám lãnh mạng xông ra dòng binh của Mãn Châu, đặng đi kêu đạo binh tả dịch của ta đến đây mà tiếp cứu?" Trong các hàng võ tướng văn quan nghe hỏi đều lấy mắt nhìn nhau, không ai dám ra mà lãnh mạng. Đồng Sơ thấy vậy liền bước ra khấu đầu phụng mạng tự quyết xin đi. Kê Triệu Giống cũng bước ra xin theo Đông Sơ mà trợ lực. Hoàng thượng thấy hai người tuổi nhỏ mà can đảm phi thường, liền mừng và dặn rằng: "Cái trách nhiệm này là một trách nhiệm rất cẩn yêu hiểm nguy, hai người có đi thì phải cho tận tâm kiệt lực." Đông Sơ và Triệu Giống liền khấu đầu bái biệt, rồi lập tức dục ngựa thẳng xong. Còn hoàng thượng đứng trên cao ngó ra mặt trận, thay binh ta tuy súc nhưng mà hàng ngũ chỉnh tề, đứng giữa mặt trận rất kịch liệt hung hăng mà chịu với quân Tào hơn 2 giờ, không hề thối lui một bước. Quân Tào tuy đông mà áp tới không nổi, chỉ có đem binh dây phủ ba phía mà thôi. Hoàng thượng và các tướng đương đứng ngóng trông tin tức Võ Đông Sơ, bỗng thấy phía tả binh Mãn Châu thình lình rùng rùng dở tan, kéo nhau mà chạy thì biết chắc có binh cứu viện đã tới. Kế thấy một người một trên yên ngựa sắp tới như bay, cả thải đều chăm chỉ ngó coi, chừng lại gần mới biết là Đông Sơ thoát khỏi trùng dây và trở về phục mạng. Khi Võ Đông Sơ chạy tới trước mặt hoàng thượng thì lật đật xuống ngựa gượng gạo bước vô. Hoàng thượng và các quan ngó lại thì thấy Đông Sơ mặt mày xanh lét, máu mủ đầy mình cháy ra nhỏ giọt, ai nấy đều kinh, song chưa biết là bị thương nặng nhẹ thế nào. Kế Đông Sơ bước tới và thở hào hển và nói ngập ngừng rằng: Muôn tấu hoàng thượng, Triệu Giống chết rồi, đạo binh tả dịch đã đến tiếp cứu và đương sáp trận với quân Tào, nên thần hạ về đây phục mạng." Nói rồi ngước mặt ngó hoàng thượng và tung hô lên rằng: "Việt Nam vạn tuế, thánh hoàng vạn tuế." La vừa dứt lời thì liền xíu xíu ngã xuống bên chân hoàng thượng mà chết. Hoàng thượng thấy vậy cũng động lòng và rơi lụy, rồi truyền cho quan tư sự biểu coi tẩn liệm Đông Sơ, hoàng tải Tùng Đình, đặng chờ giặc yên rồi sẽ lo tống tán. Bữa nọ Thu Hà đương ngồi trong tư phòng ngóng trong tin tức Võ Đông Sơ,
bỗng đông hai mí mắt giật lia và trong lòng phập phồng hồi hộp. Thu Hà chẳng biết cớ chi bèn bước ra xem qua cho khuây lãng tâm thần, chẳng dè thinh không, cây kim thoa đương dắt trên đầu thoạt nhiên rớt xuống gãy làm hai đoạn. Điểm ấy chưa biết lành dữ thế nào, nhưng trong lòng Thu Hà đã sanh một mối lo buồn nghi sợ. Kế đó có hai tên bộ hạ của Đông Sơn ngoài cửa bước vô coi hơ hải, thấy Thu Hà liền chạy lại vào bẩm rằng: bẩm quý nương, quan đô quý Võ Đông Sơn và quan thiếu quý Triệu Dõng đã bỏ mạng nơi chốn chiến trường, nên hoàng thượng sai tôi về đây bẩm lại. Thu Hà nghe rồi té nhào xuống đất và bất tỉnh. Triệu nương lật đật chạy đỡ lên, chừng tỉnh lại thì hai người than khóc một hồi dầm về hộp lũy. Đó rồi chị em dắt nhau ra thẳng Nam Quan đặng tìm thi hài của Đông Sơn và Triệu Dõng. Khi bạch Thu Hà với Triệu nương đi gần tới địa phận Nam Quan thì mặt trời đã hầu chen lặng, sẽ thấy một tòa nhà nhỏ ẩn ẩn trong đám thanh tùng. Tứ bề thì núi non hiu quạnh, cây cỏ lờ mờ, bên rừng lại nghe tiếng dưỡng ru con nỉ non dưới cội, kia thì bay sầu mịt mịt dần rủ trên không, nó lại do thảm rao rao phất phơ ngọn cỏ. Đoạn thì dài con bạch nhạn đương kêu reo thơ thẩn góc phương trời, lớp thì dế gái re re hòa với tiếng gian ngâm giọng nghe buồn bã. Nào là thằng lằn chắc lưỡi chim ột cầm canh, nào là dư bụi trên nhành sành kêu tịch tịch. Ôi cái tình thê thảm ấy, cái cảnh quạnh hiu này dường như tạo hóa đã bố trí sắp đặt ra đây mà dây người vào trường ly hận và nhốt người vào trận thê hồn, làm cho Thu Hà ngó đến thì ruột đứt gan xào, nghe vào thì càng dầm dầm giọt lũy. Đo rồi lần lần đi tới thì thấy một đội quân đang đứng nhật canh trước ngõ và bốn phía xung quanh, dùi trống nhịp xanh đánh nghe khoan nhạc. Thu Hà và Triệu Nương liền bước lại kêu một tên quân về hỏi thăm tin tức Đông Sơn. Sải thấy tên đội trưởng phía trong cúi đầu chào Thu Hà và hỏi: chẳng biết quê nương ở đâu, đến nay có việc chi mà đêm hôm xông pha vào miền chiến địa như vậy? Thu Hà nói: tôi là vợ của quan đô quý Võ Đông Sơn, còn người này là em của Triệu Dõng. Tên đội trưởng nghe nói thời đáp rằng: quan đô quý Võ Đông Sơn đã chiến trường tử trận, hoàng thượng giải đem linh cữu ngài về đây đặng chờ ngài tống tán, còn quan thiếu quý Triệu Dõng thì chẳng biết thất lạc thi hài nơi nào, nay chưa tìm đặng nơi, rồi lấy tay chỉ vào nhà nhỏ mà thưa rằng: linh cữu của quan đô quý đương hoàng tại tùng đình kia, xin quê nương theo tôi vào trong thì thấy. Thu Hà nghe nói lật đật bước vô thì phía trước có chân một hương án nghiêm trang, nhưng mà đèn trong leo lét, nhang đốt lờ mờ, chính giữa để một linh cữu với ít chậu bông hường xem đã nhị u hoa tàn dào dào nhánh lá. Bên màn có treo một tấm minh xanh kêu là tấm triệu, và có viết một hàng chữ phần như vậy: ngự tiền hộ gia ngự lam quân đô quý Võ Đông Sơn chi cũ. Thu Hà thấy rõ là Võ Đông Sơn đã chết thì chạy lại ôm linh cữu mà khóc một cách ai bi thê thảm rằng: trời ơi, trời sao nỡ đem lòng nghiệt ác mà cứ ghét ghen chi mãi phận người, đã mấy phen làm cho kẻ gốc bể người đầu non, kẻ sầu đông người thảm bắc, làm cho mai gầy liễu ốm phân lỡ hương tàn, làm cho duyên nở lỡ làng đàn kia chinh phim, ngày nay còn đông nỗi gì mà khiến cho gái nọ mất chồng trai này bỏ vợ. Ơ quân mãn tặc kia ơi, mày kể chi những lần tên mũi đạn mà làm cho đôi ta rẽ vợ phân chồng. Ơ quân nghịch kia ơi, hãy ý thế nước mạnh binh nhiều mà làm cho đôi ta ngày nay phải keo tan hồ xã. Lan quân ơi, bây lâu hai ta đã quan hà cách trở, biết bao là non nước lạc loài, nay mới cùng nhau vừa tặng mặt kề chai, cũng ngỡ là vợ chồng đã vui tình nếm gối. Chẳng ghè ngày nay thiếp ra đến đây thì màn sầu giá dưới trường thảm hắc hiu, chỉ thấy cái linh cũ này là chỗ Lan quân đã nằm đó mà thêm thêm một giấc u hồn. Thật là cách nhau trong gan tất chẳng xa, nhưng mà dấu kiếm ngàn năm cũng không trông thấy mặt. Lan quân ơi, nước non đó, quê hương ta đó, nỡ bỏ đi mà xuống chốn tuyền đài, tình nghĩa đây, ân ái ta đây, đành nhắm mắt mà theo miền dĩ lộ. Tình quân ơi, em nhớ thở lương đình hội ngộ, đã cùng nhau căn dặn đến điều, nay sau mà nằm đó im liềm, chẳng cùng thiết lời chi từ biệt. Ơ các linh cữu kia ơi, bi là loài độc ác,
cãi ba thức giác mà đẩy người trong nơi kín đáo, làm cho đó đây hai ngã phân lìa. Mi là giống vô tình ỷ mấy tấc cây mà giấu người trong chỗ hẹp hòi, làm cho chồng vợ ngàn năm cách biệt. Thu Hà khóc một hồi rồi dựa vào linh cữu ngồi tưởng mơ màng, bỗng thấy một người xô cửa bước vô. Thu Hà thất kinh lật đật thôi lui vào trong, rồi hỏi: "Ngươi là ai, đến đây việc chi, sao dám vào chỗ đàn bà con gái?" Người kia nói: "Ta là Võ Đông Sơ đây, khanh quên sao?" Thu Hà nghe nói liền bước tới, thấy quả Võ Đông Sơ thì mừng rỡ vô cùng và hỏi: "Lan quân, giặc đã yên chưa mà Lan quân về đặng?" Đông Sơ nói: "Quân giặc chưa yên, song ngày nay là ngày kiết nhật, nên tôi về đây đặng làm lễ nghinh hôn mà rước ái khanh đi động phòng qua chút." Thu Hà nghe nói thì mừng biết chừng nào, liền theo Đông Sơ ra đi ước đặng một đổi. Kê thay một cảnh hoa viên, bông trai tốt tươi, cỏ cây xinh đẹp. Phía trong lại có một tòa nhà rộng rãi, đèn đuốc sáng lòa, sảy nghe nhạc trỗi vang dày, tiêu hiệu rất nhịp. Đông Sơ dây lại nói với Thu Hà rằng: "Đây đã tới động phòng, xin ái khanh hãy bước vào buồng, đặng hai ta dị duyên căn lễ." Đâu rồi hai người dắt nhau vô phòng, đèn khêu tim đỏ, hoa ẩn nhĩ hồng, lửa đượm hương nồng, ân tình rất nên kháng khích. Kẻ kề môi người đưa má, khi câu chuyện lúc giọng tình, thật là tỏ thai người đẹp duyên sinh, càng mê vẻ ngọc càng nhìn sắc hoa. Kể đó Đông Sơ đứng dậy nói với Thu Hà rằng: "Đêm này trời trong trăng tỏ, vậy hai ta ra sao qua viên dạo xem phong cảnh và hướng gió chơi trăng cho giải khuây." Nói rồi dắt Thu Hà đi quanh qua lộn lại trong vườn một hồi. Khi ra khỏi qua viên thì thấy một cái biển rộng lớn mênh mông, gió lặng sóng êm như tờ giấy trải. Bỗng thấy một cái mộng đỏ hiện ra trên phong, rồi lần lần hạ xuống, hóa ra một cái cầu dài bắc ngang trên mặt biển. Trên cầu có một tấm bàn đề ba chữ Ly Hận Kiều, lại có một bọn nam thanh nữ tú qua lại trên cầu, nhơ nhởn dập dìu vừa xem trăng hướng mát. Bỗng chốc thấy hai con rắn biển rất to nổi trên mặt nước, mỗi con dài ước hơn 20 trượng, mịn đen như mực, mồng đỏ tở son, một con đực và một con cái, hai con giỡn với nhau dưới cầu, làm cho sóng nổi ba đào, nước văng trắng giả, rồi quấn đuôi vào nhịp cầu và xỏ xà nẹo cùng nhau mà nhúng tới đưa lui, trồi lên hụt xuống một hồi, làm cho nhịp giữa gãy ngang, cầu kia đứt làm hai đoạn, rồi lần lần giang ra. Sải nghe những người đương đứng trên cầu kêu la inh ỏi, kẻ kêu vợ người khóc chồng, kẻ lìa em người cách bạn, hai bên đầu cầu kêu khóc ôm sòm, nghe rất ai bi thảm thiết. Còn hai đoạn cầu giang lần ra xa, rồi đoạn thì trôi về hướng nam, đoạn lại trôi qua phía bắc, làm cho những người ở trên cầu ấy phải phân vợ rẽ chồng, biết bao là thảm sầu khổ não. Đông Sơ cùng Thu Hà thấy vậy thì lấy là một điều quá dị, đứng ngó sững sờ rồi cũng đau lòng thương xót và muốn quầy gót trở về. Kể thấy trên mặt biển mọc lên một cái trụ đá to lớn, trên trụ lại có ba chữ Tình Nghiệt Hải, nghĩa là cái biển tình rất ác nghiệt dữ dằn. Kế đó lại thấy một thằng quỷ cao lớn, mặt xanh như chàm, mình mấy dằn dởn như cọp, ở trong trụ đa nhảy ra và lấy tay thò xuống biển dãy nước trào lên, làm cho sóng nổi đùng đùng, khói bay mịt mịt, rồi hai chân bước trên ngọn sóng phăng phăng đi vô, đi tới đâu thì sóng gió ùng ùng tới đó, bó dội cao lên như núi vậy. Thì vô tới mé thì nhảy lại chụp Đông Sơ, Đông Sơ trở qua rồi rút gươm thém thằng quỷ ấy một cái, thì thấy thằng quỷ ha miệng phun ra một dòi máu, làm cho Đông Sơ mình mấy và mặt mày đều dây mau đỏ lòm. Đông Sơ nổi xung nhảy tới đâm thằng quỷ ấy một gươm ngang lưng lũng vào tới ruột, tức thì trong lỗ đâm đó ló ra một cái đuôi dài hơn 5 sải, rồi quấn ngang mình Đông Sơ và kéo nhào xuống biển. Thu Hà thấy vậy quảng kinh nhảy theo chụp Đông Sơ níu lại, chẳng dè chụp nhầm cây gươm để thờ Đông Sơ trên bàn hương án, thì giật mình tỉnh lại, te ra một giấc chim bao, ngó thấy cây gươm còn nắm chặt hừ trong tay, thì đứng đó ngơ ngẩn sững sờ một hồi, rồi tự nghĩ rằng: "Thế thì đêm nay là đêm chót trong đời mình đây, nên khiến cho chim bao mà thấy một điều rất nên kinh dị, và cây gươm này là gươm để cho mình toàn bề tự xử đó chăng?" Nghĩ rồi bước ra hương án của Đông Sơ, lấy nhang đốt lên mà khóc rằng: "Lan quân ơi, hai ta mãn bị cái kiếp nhân duyên trắc trở mà sống chẳng đặng cùng nhau đồng tịch đồng sàng.
Vậy thì ngày nay là ngày thiếp đến đây xin mượn cây gươm này, đặng xả mạng nguyên sanh, đặng thác theo Lan Quân cho đồng quan đồng quyệt. Lan Quân ơi, Lan Quân đã biết lấy một lòng ái quốc liều thân danh mà trả nợ nước nhà. Vậy thì thiếp đây cũng nguyện đổ một giọt máu chung tình, xuân địa phủ mà đền ơn tri ngộ. Nói rồi liền lấy gươm đâm họng và ngã bên linh cữu của Đông Sơn mà thác. Triệu Nương đương ở phía sau bước ra thấy Thu Hà nằm bên linh cữu và máu chảy dầm về, thì thất kinh lật đật lại ôm Thu Hà mà khóc một hồi. Ngó lại thì thấy Thu Hà đã thác. Chỗ này là chỗ chung cuộc của Võ Đông Sơn với Bạch Thu Hà rồi. Tới đây tôi muốn gác quốc nghỉ ngơi và nói lớn một tiếng rồi. Chuyện đã hoàn tất, nhưng e cho liệt kháng quan xem đến đây thấy giọt máu chung tình lay láng, cái hồn trung liệt quảnh hiu hay thì cũng có lẽ phiền giả ức lòng mà trách rằng tác giả là người rất đoán hậu vô tình, lấy ngọn bút sát nhân mà giết chết một vị anh hùng với một trang liệt nữ, rồi để đó tội tàn chẳng cho tống tán. Vì vậy nên tác giả xin nói thiếp thêm một đoạn sau đây cho được hoàng thủy toàn chung, kéo ức lòng kẻ đọc. Hồi thứ 28, khi Bạch Thu Hà liền mình tự tử rồi, thì tên đội trưởng ở tại Tùng Đình thấy vậy liền báo tin cho quan tư sự hay. Tức thì quan tư sự bổn thân đến nơi, khám nghiệm thi hài xong rồi, liền viết một biểu chương đặng báo cáo sự ấy cho hoàng thượng. Và biểu đội trưởng coi lo tẩn liệm Thu Hà rồi để riêng linh cữu nơi một nhà kia cách xa Tùng Đình chừng trăm thước, và hoàng đó mà chờ lệnh. Đây nhắc lại khi đạo binh tả dịch của ta đã đến cửa viên, và các đạo binh kia cũng đều kéo tới tiếp ứng, rồi hỗn chiến một trận như quân Mãn Châu rất dữ dằn, làm cho binh nó đánh không lại, liền kéo nhau chạy tan, chẳng dám xâm lấn bờ cỏ như khi trước nữa. Lúc giặc yên rồi, hoàng thượng bèn hạ lệnh kéo binh về Lạng Sơn rồi mở tiệc khao binh thưởng tướng. Kể đó quan tư sự bước vô ra mắt hoàng thượng và dâng một biểu chương tâu về việc Bạch Thu Hà tự tử, linh cữu còn hoàng một bên Tùng Đình, và xin hoàng thượng liệu lượng lẽ nào đặng định ngày an táng. Hoàng thượng xem biểu chuyên rồi thì dậm chân chắc lưới mà nói: trước khi đánh giặc, Võ Đông Sơn có gửi cho trẫm một biểu chương tỏ bài sự tích của Thu Hà và xin trẫm ngự bút tứ hôn kê gặp lúc can qua chinh chiến, vì vậy nên trẫm còn chưa kịp định nhân duyên cho hai đàn, chẳng về ngày nay Thu Hà lại vì chồng mà tự tử, thật đáng khen cho nàng là một gai tuyệt hạnh trung trinh trong đời ít có. Nói rồi dây lại hỏi quan lễ bộ thượng thư rằng: theo ý khanh thì việc ấy phải liệu định lẽ nào? Lễ bộ thượng thư tâu rằng: theo ý thần hạ thì Võ Đông Sơn với Bạch Thu Hà tuy là gá nghĩa nhân duyên, kết tình chồng vợ, nhưng mắc bị lưu lạc giang hồ nên chưa tính đặng việc hôn phối cho rõ ràng minh bạch. Nay Thu Hà đã giữ một lòng trinh liệt mà thác theo Đông Sơn, đặng cho trọn chữ ân tình thì cũng là một người đàn bà đáng phong đáng ngợi. Vậy thì xin hoàng thượng ngự bút tứ hôn theo lời Đông Sơ đã xin khi trước, ngó cho hai người đặng danh tiết rõ ràng và cho khỏi miễn đời ngày sau dị nghị. Hoàng thượng nghe rồi gật đầu, tức thì truyền cho lễ bộ lập một tờ kiết nhận hôn thơ, rồi hoàng thượng ngự bút chứng phê và sắc phong cho Võ Đông Sơ làm Võ Hiền Hầu, phong cho Bạch Thu Hà là Tiết Liệt Nhất Phẩm Phu Nhân, còn Triệu Dõng cũng đặng sắc phong là Khinh Sa Trung Quý. Đó rồi biểu lễ bộ thượng thư lo sắp đặt các việc tang chế cho hoàn toàn và đến ngày tống tán. Bữa nọ quan lễ bộ thượng thư truyền cho quân nhân dọn dẹp Tùng Đình sạch sẽ và chưng bông thắt tụi, đèn đuốc rõ ràng, liễn cẩn màn theo treo coi rực rỡ. Đó rồi truyền đem linh cữu Bạch Thu Hà về để một bên linh cữu của Võ Đông Sơ, và bảo lấy hai cây gấm đỏ và hai dốc dụ điều phủ lên quan tài, xem như một đám cưới kia chàng rể với nàng dâu. Kẻ áo đỏ, người quần điều, hai gã song song ra giữa từ đường mà phối hiệp lương duyên đó vậy. Lại thấy giữa Tùng Đình màn treo trương sủ, đèn thắp sáng trưng, thắt tụi kết bông, xem tở một chỗ động phòng qua chút. Kế đó quan lễ bộ thượng thư ra đứng trước hai linh cữu và đọc tờ hôn thơ của hoàng thượng ngữ bút tứ hôn như vậy. Nghe rằng, có ly loạn mới rõ tôi hiền chú thánh, gặp gian nguy mới biết vợ nghĩa chồng tình. Trai như Đông Sơ đáng một trai khí phách anh hùng, gái như Thu Hà vẫn một gái trung trinh liệt nữ, đã lắm lúc giang hồ lưu lạc cũng giữ một niềm son sắt chẳng nguôi lòng, lại nhiều phen tai nạn dập dồn cũng ghi một nghĩa keo sơn không đổi dạ. Lời thể ước xưa đã nặng,
phủ thân danh chưng có đất trời. Nghĩa tóc tơ, nghĩa cũ còn ghi, đem vàng đá liều cùng mãn dẫn. Xét những lúc non cao dự thẩm, cũng nguyện cùng nhau sanh tử chữ đồng. Nghĩ cho khi én lạc ngàn xa, cũng quyết một dạ thủy chung như nhất. Rủi giữa Long Sơn gặp lúc nước nhà hữu sự, nên khiên ra duyên phận lỡ làng. Thương thái thu hà vì cơn mãn dẫn đảo điên, xui đến nỗi sắc cầm lối nhiệt. Trai địch khái chiến trường dẫn mạng, phận kim cung đã rõ mặt đứng trung thần. Gái thuyền nguyên dị nghĩa nguyên sanh, lòng khẳng khái cũng nên danh liệt nữ. Xét cho tộc âm dương đồng nhất lý, sống nhân duyên thì thác cũng nhân duyên. Nghĩ mà coi nam nữ hệ thân tình, trước chồng vợ há sao không chồng vợ. Vậy nên nay lập hôn thơ một bức, đặng định cho duyên phận hai đàn. Trước đặng câu danh tiết rõ ràng, sau khỏi tiếng thị phi dị nghị. Vậy thì phong cho hai gã phu dinh thơi quý, gối du tiên một giấc phỉ tình dung. Phán cho hai hồn sanh thuận tử an, miền dân hạt ngàn lâm dày trướng phụng. Đọc rồi thì thấy trước linh cũ màn bay phất phất, đèn chớp lòa lòa, dường như hai hồn nay đặng phối hiệp luân dương, thì trong trướng mừng rỡ bước ra mà cảm ơn hoàng thượng. Đó rồi hai bên cắt quan, ai nấy đều thấy vậy cũng đẹp lòng, và đổi buồn làm vui, chuyện trò hớn hở. Bữa nọ trong lúc canh gà dục sáng, gương ác rựng hồng, hột sương mai còn mờ mịt trên không. Chim thức bạn đã liêu lăng bên nhánh, bỗng thấy trước tùng đình nhán ra một đạo hào quang chớp sáng, và phun lên một làn khói mịt mù. Kê thê ba tiên súng đại bác thần công phát ra đùng đùng như trời gầm sấm nổ. Lại nghe ba hồi đại cổ, một chập mã la, hai tiếng hòa nhau giọng nghe rền rĩ, dường như nó kêu người mà báo tin cho biết rằng giờ ấy là giờ động quan, ngày nay là ngày tống tán đất vậy. Kế thấy một đội nhạc binh đi trước, trống kèn in ỏi, sáu quyển rập rình. Kế đó một đạo võ lâm quân kêu theo, mỗi người đều cầm cờ tang sắp đi hai hàng, xem rất tề tề chỉnh chỉnh. Kế thấy bên hữu thì linh cũ võ Đông Sơ, bên tả là linh cữu Bạch Thu Hà, tàn che bốn phía, trương sủ xung quanh, một cặp song song khiêng đi tề chính. Kế nữa thì hoàng thượng ngự gia tống hành, với quan võ bá quan đều áo mão nghiêm trang, đi có lớp lan thứ tự. Lại có một đạo binh mã kỵ rút gươm vàng báo theo sau mà hộ giá hoàng thượng. Còn hai bên đường nào là trẻ già lớn bé, dắt đến xem coi, nào là xe ngựa nhổn nhàng đón đưa chật ních. Thật là một đám tang có thể thống nghiêm trang, xem rất dinh dang trọng thể. Khi đi tới núi kia thì thấy một tòa miếu võ mới cất giữa gò cao, đồ sổ nguy nga, tàn cây mát mẻ. Trước cửa có treo một tấm biển sơn son thép vàng và chạm bút chữ công thần võ miếu. Phía sau thì thấy xây một dòng sơn ly thạch trụ, có chạm hình sư tử kỳ lân. Chính giữa lại xây một cây quyệt đều cẩn đá xanh tư bề rộng rãi. Và phía trước có dựng một tấm mộ bia cao lớn, có khắc một hàng chữ như vậy: Trung liệt song phần, võ Đông Sơn Bạch Thu Hà chi mộ. Đó rồi khiêng hai linh cữu đem vô để giữa miếu đường tế lễ xong rồi, đem ra chôn chung một quyệt. Còn trong miếu thì lập ra ba bàn hương án, một bàn thì thờ Đông Sơn, một bàn thì thờ Thu Hà, và một bàn nữa thì để thờ Triệu Dõng và cất một nhà hậu sở, để cho Triệu Nương và Thái Nữ Xuân Đào ở đó sớm tối phụng thờ. Mỗi tháng vua có cấp bổng phát lương, đặng giữ việc lửa hương tế tự. Còn hai bên thạch trụ trước miếu có chạm hai câu liễn chữ vàng như vậy: Phận đức anh hùng một thác đền non nước Việt, tấm gương liệt nữ ngàn thu danh rạng đất trời Nam. Từ đây về sau, thiên hạ nhân dân trong xứ ấy, ai ai đi ngang qua biển này thấy tên võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà trên tấm mộ bi thì đều đeo lòng kính di sùng bái, và nhớ lại trong lúc tùng đình thì ngồi ngồi cảm khái và nhắc nhở hai người luôn luôn. Nên sao người ta có đặt một câu tục điêu mà hát như vậy: Thảm thai giọt máu chung tình, thương người trung liệt tùng đình ngày xưa.